Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Liên Hợp Quốc đại dịch khiến dân Việt Nam nhiều lo lắng và có nơi 1/5 mất hết thu nhập. Có tới 77% người trong nhóm được khảo sát ở Việt Nam nói họ bị mất thu nhập và 1 trên 5 người bị mất thu nhập toàn bộ. Sau một năm dịch Covid, theo khảo sát trong tháng 9 đến tháng 10 năm 2021 của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, khảo sát nêu ra lo lắng của người dân Việt Nam về đại dịch nay đã tới làn sóng thứ tư. Thời điểm nêu ra khảo sát là lúc Việt Nam đang cố gắng phục hồi kinh tế, mở lại đường bay quốc tế, nhưng lại vào lúc biến thể Covid Omicron bắt đầu hoành hành ở châu Âu. Người dân ngày càng thể hiện sự lo ngại hơn về tác động Covid-19 và sức khỏe của họ trong năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi đại dịch so với năm 2020. Đây là hình ảnh một người bán hàng rong trên phố tại Việt Nam. Những người được khảo sát cũng quan tâm đến việc học hành, sức khỏe của con cái, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng về sinh kế và công việc kinh doanh của mình. Hơn 70% số người được trả lời phỏng vấn, khảo sát bày tỏ rõ ràng những lo lắng ở trên. Mất thu nhập là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Tới gần 50% số người trả lời cho biết họ bị mất từ 51% thu nhập trở lên, và cứ 5 người thì lại có một người bị mất toàn bộ thu nhập. Đây là một con số rất lớn. 77% người được phỏng vấn trong khảo sát cũng cho biết họ bị mất thu nhập vào năm 2021 cao hơn so với khảo sát năm 2020 là 65%. Và tương tự như kết quả tại vòng khảo sát đầu tiên vào tháng 9 năm 2020, những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp dễ bị mất việc làm và thu nhập nhất. Tiếp theo là lao động phổ thông, lao động phi nông nghiệp và người nghèo, bài báo viết. Và không thể chỉ trông cậy vào chính phủ. Một phần nội dung khảo sát được các báo Việt Nam vào hôm 7 tháng 12 năm 2021 tường thuật, nhưng đồng loạt chọn tựa đề là Người dân đồng thuận tin tưởng vào chính sách chống dịch của chính phủ. Tuy có một số tờ báo địa phương tại Tây Ninh đăng lại tin từ Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV với tựa đề cứ 5 người lại có một người bị mất toàn bộ thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội trong bài hôm 12 tháng 12. Bên cạnh đó, tại Việt Nam cũng đang bùng nổ sự kiện bán các kit xét nghiệm giả được tung ra. Đây là hình ảnh bài báo cứ 5 người lại có một người bị mất toàn bộ thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội. Về khảo sát, bài báo cũng trích lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói những biện pháp đối phó và kiểm soát dịch COVID-19 của chính phủ vẫn được phần lớn người tham gia khảo sát đánh giá cao, dù sự lạc quan của người dân tham gia khảo sát có suy giảm so với năm 2020. Tuy thế, bà Chi Lan cũng lưu ý số mẫu tham gia khảo sát chưa đến được tận cùng của những người chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh. Hạn chế của nghiên cứu là đối tượng phỏng vấn chỉ bao gồm những người có hộ khẩu thường trú, trong khi đối tượng người di cư, lao động tự do, người đăng ký tạm trú là những đối tượng chịu tác động sâu sắc của dịch bệnh vẫn bị hạn chế tiếp cận để khảo sát. Nguồn tin này cũng trích từ giáo sư Nguyễn Anh Trí, bày tỏ sự day dứt trước hình ảnh những dòng người chạy xe về quê này và cho rằng đây là bài học kinh nghiệm lớn cho thấy sự linh hoạt trong điều chống dịch của chính phủ và các địa phương. Và nhìn chung, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng nêu ra vấn đề mà mạng xã hội và diễn đàn của Đài Tiếng Nói BBC nói từ hơn một năm qua, đó là chính phủ không nên độc quyền chống dịch. Đây là hình ảnh chốt kiểm dịch răng khắp nơi trong cả nước trong thời gian vừa qua. Có các ý kiến nêu ra cách đây nhiều tháng trên các phương tiện truyền thông kêu gọi để lại cho các hội thiện nguyện và người dân giúp nhau chống dịch khi chính quyền không làm hết được. Các bài trên báo Việt Nam về tọa đàm liên quan đến khảo sát của Liên Hợp Quốc cũng thừa nhận rằng chính phủ không phải là nguồn hỗ trợ duy nhất cho những người gặp khó khăn, và khảo sát năm nay cho thấy hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, quỹ từ thiện cũng như khoản đóng góp cá nhân rất đáng kể đối với những người chưa được tiếp cận với gói hỗ trợ của chính phủ. Đã có 1.500 người dân được chọn ngẫu nhiên từ mẫu dân số từ năm 2019 của chính phủ. Chỉ số hiệu quả quản trị thành công cấp tỉnh ở Việt Nam đã tham gia khảo sát. Theo nguồn tin của truyền thông vào hôm 17 tháng 12 năm 2021, dù biến thể Omicron chưa tới Việt Nam, y tế nước này đã bị thiệt hại nặng sau hơn một năm chống chọi với Covid
và nạn khan hiếm thuốc vaccine chống Covid đang xảy ra ở một số địa phương. Cũng theo trang web của Ủy ban Nhân dân và đặc biệt của cơ quan Liên Hợp Quốc bản tiếng Anh, tiếng Việt cho biết, quốc gia này có 97,58 triệu dân và thu nhập theo chuẩn GDP là 2.111 USD mỗi năm. Gần 8 triệu người đã bị mất việc do COVID-19, trong số đó bị ảnh hưởng do giảm thu nhập lên tới hơn 17 triệu người. Thậm chí vào hồi đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông Việt Nam còn lan truyền một con số thống kê gây ám ảnh kinh hoàng là cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch, bao gồm những người mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Đây là hình ảnh cảnh chợ người ở Hà Nội. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ tư đã làm số người tham gia lực lượng lao động sụt giảm nghiêm trọng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức thấp chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại đây. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động nhấn mạnh. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trên phạm vi toàn quốc, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở quý 3 năm 2021 là hơn 1,7 triệu người, tăng 532.000 người so với quý trước. 1,3 triệu lao động đã phải về quê do không có việc làm và cuộc sống khó khăn. Tỷ lệ lao động mất việc nhưng không thể tìm việc mới ở Việt Nam là 90%, trong khi tại Indonesia và Malaysia lần lượt là 60% và 40%. Lý do chủ yếu là tác động tiêu cực của dịch bệnh cùng các biện pháp thắt chặt kiểm soát dịch như phong tỏa, cách ly, giãn cách kéo dài tại nhiều địa phương vốn có vai trò kinh tế quan trọng như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Kết quả khảo sát của Ban Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Tư nhân cùng Vietnam Express với 8.835 người lao động cũng được đưa ra một bức tranh khó khăn tương tự với người lao động. Sau một tháng kinh tế giãn cách, tỷ lệ người lao động mất việc chiếm 53%, trong số đó có gần 60% không có nguồn tiết kiệm để sống, 41% không tìm được việc làm mới phù hợp. Đánh giá thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra 2 năm 2020-2021, ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, ước tính có 847.000 tỷ đồng, tương đương với 37 tỷ đô la. Đây là con số thiệt hại ước tính. Đây là hình ảnh gần 5.000 xe tải chở nông sản Việt Nam xuất qua Trung Quốc nằm chờ suốt khoảng 20 ngày qua tại cửa khẩu Lạng Sơn, khiến các tài xế như ngồi trên đống lửa, không biết khi nào mới xuất được hàng. Mỗi ngày họ tốn thêm 1 triệu đồng chi phí bến bãi, dầu, xăng và sinh hoạt. Theo ông Phong, nếu giả định năm 2020-2021 không có đại dịch thì GDP của nền kinh tế Việt Nam tăng 7%, nhưng năm 2020 GDP tăng 2,91% và năm 2021 dự kiến chỉ tăng 2,5%. Như vậy, tính toán vào năm 2020, giá trị thiệt hại khoảng 160.000 tỷ đồng và năm 2021 là 346.000 tỷ đồng. Tính cả 2 năm 2020-2021 cộng lại, số thiệt hại về mặt giá trị kinh tế là khoảng 507.000 tỷ đồng theo giá năm 2020. Còn tính theo giá hiện nay, con số này có thể lên tới 847.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 37 tỷ đô la. Do đó, để giảm thiệt hại về kinh tế, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra giải pháp, cách thích được phục hồi kinh tế. Ông Phong nhận định, động lực tăng trưởng chủ yếu hiện nay của Việt Nam là đầu tư để vừa tăng cầu cũng vừa tăng năng lực tiềm năng. Thứ hai là đẩy mạnh tiêu dùng trong nước. Chính vì vậy, khai thác thị trường trong nước nên chú trọng hàng sản xuất trong nước thay thế hàng tiêu dùng nhập khẩu hiện nay. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ số để đổi mới cách thức sản xuất cũng như tiêu dùng, đầu tư có hiệu quả, trong đó đầu tư là điều kiện cần, xuất khẩu là điều kiện đủ và tiêu dùng nội địa là yếu tố tăng thêm. Chuyển đổi số là yếu tố thời đại để đầu tư chú trọng vào công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Ông Phong cũng đánh giá xuất khẩu và đầu tư nước ngoài là yếu tố quan trọng neo giữ kỳ vọng và niềm tin của nhà đầu tư trong nước. Mặc dù nền kinh tế có khó khăn, nhưng niềm tin của giới đầu tư cũng như phục hồi về kinh tế vẫn rất tích cực. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bé lớp 6 nhảy lầu ở Hà Nội, áp lực học tập và trách nhiệm của người lớn. Câu chuyện một nam học sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử ở chung cư Quốc Ba City tại Hà Nội với lý do được cho là áp lực học tập vào hôm 16 tháng 12 gây xôn xao dư luận và đặt nhiều câu hỏi về áp lực điểm số, thành tích học tập mà học sinh Việt Nam đang gặp phải hiện nay. Đài BBC tiếng Việt đã phỏng vấn tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả của cuốn Đại Dương Đen về những người bị bệnh trầm cảm tại Hà Nội. Vụ em học sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử
được cho là vì làm bài thi không tốt đang gây xôn xao dư luận. Ông thấy áp lực học tập với học sinh Việt Nam hiện nay như thế nào? Đây là hình ảnh hiện trường vụ việc cháu bé lớp 6 nhảy lầu tự tử tại chung cư Goldmark City, Hà Nội. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang trả lời, trong trường hợp cụ thể của bạn trai này, chúng ta chưa biết rõ áp lực học tập nó chiếm bao nhiêu phần dẫn đến quyết định tự sát của bạn ấy. Tuy nhiên, nhìn bức tranh tổng thể thì chắc chắn mọi người ở Việt Nam đều đồng ý rằng hiện nay trẻ em đang phải chịu áp lực vô cùng lớn về thành tích, trường chuyên, lớp chọn và điểm số tốt. Điều này cũng thống nhất với văn hóa của một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc. Áp lực này hiển nhiên tác động lên phụ huynh, thầy cô giáo, nhà trường, nhưng các em học sinh là nước cuối cùng phải chịu áp lực này mà không có sự bảo vệ nào cả, vì các em là những người yếu đuối nhất. Đáng tiếc ở Việt Nam hiện nay chưa có các con số thống kê về số lượng học sinh tự tử, nhưng qua những câu chuyện tôi biết về học trò, bạn bè, đồng nghiệp, có rất nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra, đặc biệt là vào mùa thi cử và đối với các bạn học sinh lớp 9 thì các em cần phải thi lên lớp 10. Đấy là nhóm có thể gặp những khủng hoảng tâm lý khủng khiếp, nhất là những tình huống đau lòng nhất. Câu hỏi tiếp theo ông, ai là người phải chịu trách nhiệm chính thức về việc trẻ em phải chịu áp lực học tập lớn như vậy? Phụ huynh, giáo viên, xã hội hay tất cả các chủ thể đó? Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang trả lời, hiển nhiên là gia đình và các giáo viên đều sống trong môi trường xã hội và đều có những quan điểm về mục đích sống. Những quan điểm đó được tạo ra bởi xã hội và văn hóa nói chung. Nên có thể nói người lớn vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân, bởi chính cái vòng kim cô mà gia đình, họ hàng, trường học, xã hội tạo ra cho chính những cá nhân của xã hội. Chính họ thường phải chạy theo cái mô hình sống là cần phải có thành tích, con cháu mình cần phải có kỷ niệm cao để mình được sáng sủa mặt mày. Nhưng có những ý kiến nói có học sinh tự gây áp lực cho bản thân. Giáo viên, phụ huynh không yêu cầu cao ở các em, thậm chí còn an ủi khi các em làm bài không tốt. Ông nghĩ sao về ý kiến này? Đây là hình ảnh câu chuyện học sinh tự tử vì áp lực từ nhà trường và bố mẹ không phải là hiếm. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang trả lời, tôi không tin vào lý thuyết là có một đứa trẻ đẻ ra đã có tâm trí là mình phải được điểm cao. Nếu mình không được điểm cao thì mình không có giá trị gì cả. Mình không có ý nghĩa gì hết, mình là con số 0. Chắc chắn là cái suy nghĩ ấy, cái hệ tư tưởng đấy phải được nhồi vào chúng, phải được hình thành ở bên ngoài. Có thể là gia đình hay thầy cô giáo đã truyền đạt cách nghĩ đó một cách có ý thức. Nhưng mà tất cả những cái vô thức, những ánh mắt, những cử chỉ mà chính người lớn không có ý thức được đã khiến cho trẻ em hiểu là chúng ta phải đạt thành tích thì mới xứng đáng được yêu thương, mới có giá trị gì đấy. Nếu không, chúng sẽ khiến bố mẹ buồn và thất vọng, và rộng lớn hơn là thầy cô giáo và xã hội thất vọng. Không có đứa trẻ nào lớn lên tự nhiên lại có tư duy ấy cả. Chắc chắn nó phải được bơm vào đầu chúng vì những yếu tố xung quanh. Chúng ta biết là các xã hội vận hành rất khác nhau. Xã hội của Nhật Bản, của Việt Nam thì tạo cho cá nhân một áp lực khổng lồ, dẫn đến những bi kịch cá nhân. Còn các xã hội ở Bắc Âu hay Trung Âu thì họ có quan điểm hoàn toàn khác về việc con người nên được phát triển như thế nào và thế nào là hạnh phúc. Cho nên không thể nói là cái áp lực đó là cái gì trên trời rơi xuống, mà chúng ta phải tiếp nhận nó như một cái gì đó thuộc về số phận. Tất nhiên, có rất nhiều người coi trọng việc con cái của họ học giỏi và sau này thăng quan tiến chức, và cái áp lực phải chịu là trả giá cho hạnh phúc của họ. Đây là hình ảnh các sinh viên Đại học Ngoại thương trong lễ tốt nghiệp. Nhưng tôi cũng lưu ý rằng, khi bố mẹ lựa chọn như vậy, thì những đứa trẻ phải lãnh đủ với cái mô hình sống của bố mẹ đặt ra cho nó. Có nhiều phụ huynh khác đang khước từ cái cuộc chạy đua của những con chuột trong lòng như vậy. Người ta cũng hiểu rằng con người có thể sống hạnh phúc với cái nhân phẩm, với sự nảy nở của tất cả những con người mà không phải tham gia cái cuộc chạy đua rất độc hại như thế. Nếu cha mẹ thành công trong việc truyền đạt cho các em là các em được yêu thương và vô điều kiện, các em là những người có giá trị bất kể điểm số như thế nào, bất kể sau này điều kiện vật chất và chỗ đứng xã hội của các em ra sao, thì các em sẽ vững vàng với thế giới mà các em ấy chia sẻ cùng bố mẹ. Các em sẽ không coi cái thế giới của cuộc chạy đua độc hại kia là cái gì đáng để mình hướng đến và khát khao. Hiện nay trong xã hội còn có những trào lưu nhất định phản đối cái cuộc chạy đua của những con chuột trong lòng này. Họ cho rằng cuộc sống có rất nhiều phương án sống khác, chứ không chỉ có phương án như chúng ta biết hiện nay.
những trào lưu như bỏ phố về rừng, tách rời khỏi cuộc sống, công sở để thực hiện những giấc mơ của bản thân vân vân. Theo tôi là sự lành mạnh để chúng ta có sự đa dạng trong xã hội. Đây là hình ảnh vợ chồng nhà báo Đoàn Quý Lâm bỏ phố về rừng được 2 năm cùng hai con nhỏ hiện đang ở ngoại ô Đà Lạt. Họ tự tay dạy con theo cách riêng và không cho con đến trường. Tuy nhiên, đa số người trong xã hội vẫn đang hiến mình cho cái cuộc đua độc hại ấy và nạn nhân là các trẻ em, người chịu sự chăm sóc của xã hội. Cái nổi lên hai vấn đề khiến cho các em bị khủng hoảng tâm lý và đau đớn. Một là chuyện bị bố mẹ ép về thành tích học tập. Và sự ép buộc này có thể là rất khủng khiếp, tức là bố mẹ sẽ tước đi sự yêu thương của mình nếu con không đạt được các thành tích mà họ mong muốn. Cái thành tích đấy có thể ở dạng viễn tưởng, ví dụ con phải đứng thứ nhất trong nhiều năm, chứ không thể thứ hai hay thứ ba. Điều đấy khiến các em trở thành những công cụ của cha mẹ, những con lừa, con bò của cha mẹ, và sống một cuộc sống rất khủng khiếp. Dạng vấn đề thứ hai là các em học sinh ở cấp 3 không được sống đúng với bản thể của mình, ví dụ không được sống đúng với xu hướng tình dục của mình. Các bạn ấy có thể là gay hoặc lesbian và bị bố mẹ chỉ trích, tấn công, căm ghét vì họ cho đấy là điều sai trái. Tựu chung lại hai lý do đấy đều có mẫu số là các em ấy không được sống đúng với con người mình và các em ấy là công cụ của bố mẹ để hoặc thỏa mãn cái tôi của họ qua điểm số hay bị khước từ cái bản dạng tình dục của mình. Đây là hình ảnh một cặp đôi đồng tính ở Trung Quốc. Cha mẹ Việt Nam có thể vô cùng lo lắng khi con mình bị đau dạ dày, gãy chân hay hở van tim vân vân. Họ có thể dành toàn bộ tài sản và thời gian công sức để chạy chữa cho con mình với những bệnh lý như vậy. Tuy nhiên, họ không có ý thức, không hiểu rằng con mình có thể đang bị rất stress, lo âu, trầm cảm hay các rối loạn khác, cho nên họ không có những phản ứng và hỗ trợ phù hợp cho con cháu của mình. Thậm chí tệ hơn, họ còn coi thường những vấn đề đấy và khi thấy những hiện tượng như con bị trầm uất, lo âu, họ cho rằng chỉ cố gắng một chút thì sẽ vượt qua thôi, ai cũng bị như thế. Họ cho rằng những người có tâm thế như vậy là yếu đuối, vô kỷ luật hoặc kém cỏi. Chính những điều đó đã đẩy những người có rối loạn tâm lý vào khủng hoảng nặng hơn và có thể đến chỗ và chết. Thông điệp của tôi là phụ huynh, giáo viên cần phải hiểu rõ về sức khỏe, tinh thần giống như chúng ta hiểu về dinh dưỡng hay sức khỏe về thể chất. Ở nhiều đất nước, giáo viên được học về sức khỏe tinh thần, về trầm cảm, tự sát, tự hại, vân vân. Đấy là phần không thể thiếu được trong việc đào tạo giáo viên nói chung. Và kiến thức đấy được phổ biến rộng rãi và làm mới 2 năm một lần trong trường. Các em học sinh cũng được hướng dẫn đầy đủ. Đã đến lúc chúng ta cần phải làm như thế ở Việt Nam.